Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông. Thì mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật phải không nè? Cấm dạch hay xứng khi dạch kè. Thì mình tiếp tục chia sẻ tiếng Quảng Đông cho các bạn. Thì bây giờ chúng ta muốn kêu ai đó cứu mạng. Chúng ta đang gặp cái gì đó nguy hiểm. Câu màng. Câu là cứu. Màng là cái mệnh, là cái mạng. Cùng nhau đọc lại. Câu màng. Câu màng. Cứu mạng. Rồi, thí dụ như chúng ta muốn hỏi chuyện gì thế? Mắt dạ xì a. Mắt dạ xì a. Thì mắt dạ là cái gì? Mắt dạ xì, chuyện gì? Mắt dạ xì a. Mắt dạ xì a, chuyện gì thế? Rồi, bây giờ chúng ta muốn hỏi làm gì bị té vậy? Thì chúng ta hỏi như thế này. Chù mắt dạ có nghĩa là làm gì? Chù mắt dạ kẻ làm gì vậy? Rồi, từ vựng tì chắn. Tì chắn có nghĩa là bị té. Tì chắn có nghĩa là té hay là bị té đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Chù mắt dạ tì chắn kẻ. Chù mắt dạ tì chắn kẻ làm gì bị té vậy? Rồi, chúng ta muốn trả lời không cẩn thận. Không cẩn thận sẽ là xỉu sắm. Bởi vì là không, xỉu sắm là cẩn thận. Xỉu sắm, không cẩn thận. Bây giờ chúng ta nói một cách có chủ ngữ, tôi không cẩn thận thì sẽ là ngọ xỉu sắm. Cái chữ ngọ, chữ tôi đặt phía trước cụm từ mà chúng ta muốn mô tả thì sẽ được một cái câu trọn vẹn có chủ ngữ. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ngọ xỉu sắm. Ngọ xỉu sắm. Rồi bây giờ 500 đô. Thì 500 đô người ta nói là ủm cầu sỏi. Ủm cầu sỏi là 500 đô. Sỏi thông thường á thì người Hồng Kông á, người Trung Quốc nói chung á thì người ta nghĩ đại diện là tiền. Ủm là năm phải không nè? Cầu là một cái cục gì đó. Ủm cầu sỏi có nghĩa là 500 đô. Thì thật ra 500 đô người ta gọi là ủm bạc mánh. Ủm bạc mánh. Ủm bạc mánh. Có đôi lúc người ta nói ủm cầu sỏi. Ủm cầu sỏi thì chúng ta cũng hiểu là 500 đô hay là 100 đô. Người ta sẽ nói là dắt cầu sỏi. Dắt cầu sỏi. Người ta không nói dắt bạc mánh. Người ta có thể nói dắt cầu sỏi thì các bạn cũng có thể hiểu. Rồi bây giờ tùy tiện dẻ con rùa. Tùy tiện dẻ con rùa hay là tùy ý dẻ con rùa. Thì cái gì đó hay cẩm di hay là hay cẩm dĩ đều được. Hay cẩm di hay là hay cẩm dĩ có nghĩa là tùy tiện, tùy ý, tùy tiện, tùy ý. Quạt có nghĩa là vẽ. Quấy. Quấy có nghĩa là con rùa. Luận từ của con rùa là cha, cha quấy. Quạt. Chạc quấy. Hoặc chạc quấy có nghĩa là vẽ con rùa. Chúng ta cùng nhau đọc lại đoạn câu. Hay cẩm di hoặc chạc quấy. Hay cẩm dĩ hoặc chạc quấy có nghĩa là tùy tiện vẽ con rùa hay là tùy ý vẽ con rùa. Rồi bây giờ hay cẩm di hay là hay cẩm dĩ có nghĩa là tùy tiện, tùy ý phải không nè? Hoặc cha quấy. Hoặc cha quấy có nghĩa là vẽ con rùa. Hoặc là vẽ. Hoặc cha quấy có nghĩa là vẽ con rùa. Thế thì ngoài cái ý nghĩa thật sự của nó ra thì chúng ta còn có ý nghĩa như thế này. Hay cẩm di hoặc cha quấy. Hay cẩm di hoặc cha quấy có nghĩa là chúng ta kêu ai đó tùy tiện ký tên hay là tùy ý ký tên.
Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ký tên thì nó ngoằn ngoèo, khó có nhận biết, phải không nè? Không có biết mình tên gì đâu. Khi mà chúng ta ký tên thì không ai biết mình tên gì hết á. Thì người ta nói là quạt cha quấy, có nghĩa là vẽ con rùa. Vẽ con rùa có nghĩa là ký tên. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: Hài Cẩm Di quạt cha quấy, Hài Cẩm Di quạt cha quấy, có nghĩa là tùy tiện ký tên hay là tùy ý ký tên. Các bạn lưu ý cho mình ha. Quạt cha quấy ngoài cái ý nghĩa thật sự là vẽ con rùa ra, nó còn có ý nghĩa là ký tên, là chiếm mảng. Chiếm mảng là ký tên, nhưng mà người ta không nói chiếm mảng, người ta kêu các bạn quạt cha quấy, có nghĩa là người ta kêu các bạn ký tên. Rồi bây giờ tùy tiện ký tên, tùy ý ký tên thì sẽ là như thế nào? Tùy tiện tùy ý là Hầy Cẩm Di chiếm con mãng. Chiếm mãng, chiếm con mãng có nghĩa là ký tên. Chiếm mãng cũng là ký tên, chiếm con mãng cũng là ký tên, cái nào cũng được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: Hầy Cẩm Di chiếm con mãng, Hầy Cẩm Di chiếm con mãng, tùy tiện ký tên hay là tùy ý ký tên. Chiếm con mãng nó đồng nghĩa với lại là quạt cha quấy. Hầy Cẩm Di chiếm con mãng đồng nghĩa với lại là Hầy Cẩm Di quạt cha quấy. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta kêu ai đó nhanh lên là phai tí. Phai tí là nhanh lên, còn chậm chút thì sẽ là màn tí. Mình nhắc lại cho các bạn: phai tí nhanh lên, màn tí chậm chút. Bây giờ chúng ta kêu ai đó tránh ra, nhường nhường, có nghĩa là nhường cái con đường cho mình đi á. Che dách che, che dách che, tránh ra hay là nhường nhường. Thì phép lịch sự chúng ta nói là làm ơn tránh ra, thì sẽ là thêm vô cái chữ mùm cói. Mùm cói che dách che, mùm cói che dách che, hay là mùm cói che che đều được. Mùm cói che dách che, mùm cói che dách che có nghĩa là làm ơn tránh ra, làm ơn nhường nhường, là nhường đường cho mình đi, tránh ra cho có cái không gian. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói bạn đã che cái thùng rác, thì cái thùng rác là lạp sạp thủng, là thùng rác. Lượng từ của lạp sạp thủng là co. Co lạp sạp thủng có nghĩa là cái thùng rác. Ché là che, ché chừ cũng là che, chỏ là cái gì đó đã. Ché chừ chỏ có nghĩa là đã che. Lị là bạn. Cùng nhau đọc lại trọn câu: Lị ché chừ chỏ co lạp sạp thủng, Lị ché chừ chỏ co lạp sạp thủng có nghĩa là bạn đã che cái thùng rác. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói chết cũng không nhận. Chết cũng không nhận thì sĩ là chết, tú là cũng, là không, dình có nghĩa là nhận. Chứ nhìn nhận sai lầm, dình cho các bạn, dình có nghĩa là không nhận, không nhìn nhận á, dình. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: sĩ tú mình dình, sĩ tú mình dình có nghĩa là chết cũng không nhận, có nghĩa là không nhìn nhận á, chết cũng không nhận. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tóm lại: chị đừng liên lạc với tôi nữa, thì nói như thế nào? Tóm lại là chủng chí ngang. Chúng ta nói dài dòng văn chương xong rồi, bây giờ tóm lại chủng chí. Chủng chí như thế nào? Chủng chí là tóm lại. Lị là chị, là bạn. Hủ là đừng, choi là cái gì đó nữa. Choi là cái gì đó nữa. Hủ choi có nghĩa là đừng cái gì đó nữa. Liền lọt là liên lạc, ngọ là tôi. Lị liền lọt ngọ có nghĩa là chị liên lạc tôi, hay là bạn liên lạc tôi, hay là em liên lạc anh. Lị liền lọt ngọ. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: chủng chí lịm hổ choi liền lọt ngọ. Chủng chí lịm hổ choi liền lọt ngọ có nghĩa là tóm lại: chị đừng liên lạc với tôi nữa, hay là tóm lại: anh đừng liên lạc với tôi nữa, hay là tóm lại:
bạn đừng liên lạc với tôi nữa. Có nghĩa là như thế. Rồi, hay là mình ví dụ khác. À, tóm lại, chị đừng liên lụy đến tôi nữa. Thì tóm lại là chủng chí, lị là chị là bạn. Hữu choi có nghĩa là đừng cái gì đó nữa. Hữu choi tút 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 là đừng cái gì đó nữa. À, liền lồi. Liền lồi có nghĩa là gì? Học rồi. Liền lồi có nghĩa là liên lụy. Ngọ là tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Chủng chí liềm hữu choi liền lùi ngọ. Chủng chí liềm hữu choi liền lùi ngọ có nghĩa là tóm lại chị đừng liên lụy đến tôi nữa. À, hay là tóm lại anh đừng liên lụy tôi nữa. Hay là em đừng liên lụy tôi nữa. Chủng chí liềm hữu choi liền lùi ngọ. Rồi tiếp tục bây giờ. À, chúng ta muốn nói là mượn tiền nhất định phải trả. Thì mượn tiền là che chỉn, che là mượn, chỉn là tiền. Che chỉn có nghĩa là mượn tiền. Dắt tiền là nhất định, diêu là phải. Dắt tiền diêu nhất định phải. Phải gì? Hoàn có nghĩa là trả. Chúng ta cùng nhau lặp lại trọn câu. Che chỉn dắt tiền diêu hoàn. Che chỉn dắt tiền diêu hoàn có nghĩa là mượn tiền nhất định phải trả. Rồi chúng ta muốn nói là đừng đưa tiền cho trung gian. Thì đừng đưa tiền cho trung gian. Chúng ta nói là hổ bị chỉn trúng cai. Trúng cai có nghĩa là trung gian, trung giới. Trúng cai. Hổ là đừng, bị là cho, chỉn là tiền. Hổ bị chỉn có nghĩa là đừng đưa tiền cho, đừng đưa tiền cho ai. Trúng cai có nghĩa là trung gian. À, chúng ta muốn nói đừng đưa tiền cho ai thì chúng ta cứ thế vô có cái cụm từ là hữu bị chỉn, đừng đưa tiền, hữu bị chỉn khỏi, hữu bị chỉn khỏi tề, hữu bị chỉn khỏi có nghĩa là đừng đưa tiền cho nó, hay là hữu bị chỉn khỏi tề, đừng đưa tiền cho chúng nó. Thì bây giờ trên mạng có rất nhiều vụ lừa đảo hả các bạn. Hay cả, ngay cả những cái WhatsApp hay là những cái gì mà họ liên lạc được với các bạn thì họ sẽ dùng cái những cái biện pháp để mà đưa các bạn vào cái bẫy để mà họ gạt tiền. Thì nói đến tiền bạc đó, thì các bạn nhớ lưu ý cẩn thận ha. Người ta có thể dựa vào cái lòng tốt của bạn để mà gạt bạn, hay là người ta có thể dựa vào cái tình cảm của các bạn, người ta cũng có thể gạt bạn. Hay là người ta dựa vào cái lòng tham của các bạn, người ta cũng có thể gạt bạn. Thế cho nên nói về tiền bạc thì các bạn nhất định phải cẩn thận. Chớ hay dách tiền dư xỉu sắm, nhất định phải cẩn thận. Tiếp tục, chúng ta muốn nói làm màu thôi mà. Làm màu thôi mà thì nói như thế này. Bàn dẹ ca ché. Bàn dẹ ca ché. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói tôi mua ly cà phê cho cô. Thì chúng ta nói như thế này. Ngọ mại búi cà phê bỉ lị. Thì cà phê là gì? Cà phê là cà phê. Luận từ của cà phê là búi. Búi cà phê là ly cà phê. Mại là mua. Ngọ là tôi. Ngọ mại búi cà phê. Tôi mua ly cà phê. Rồi bây giờ tiếp tục, bỉ là cho, lị là cô. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ mại búi cà phê bỉ lị. Ngọ mại búi cà phê bỉ lị có nghĩa là tôi mua ly cà phê cho cô. Thì chúng ta có cái mẫu câu là ngọ mại tút 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 bỉ lị. Bây giờ hồi nãy là mại búi cà phê. Bây giờ thí dụ như ly trà đi, trà sữa trân châu chánh chứa lại trà, thì chúng ta sẽ thế cái chánh chứa lại trà vào búi cà phê, thì chúng ta sẽ có cái câu là ngọ mại búi chánh chứa lại trà bỉ lị. Ngọ mại búi chánh chứa lại trà bỉ lị thì mình ví dụ cho các bạn để có để các bạn có một cái khái niệm là chúng ta có thể thay thế những cái từ
khác nhau vào thì chúng ta sẽ có những câu khác nhau. Rồi tiếp tục, xây lũ, xây lũ bài gia đình chúng ta có học rồi. Xây lũ là em trai, xây lũ là em trai. Chúng ta muốn hỏi chuyện gì vậy là mắt dễ xì a. Mắt dễ xì là chuyện gì? Mắt dễ xì a, chuyện gì vậy? Rồi bây giờ chúng ta nói cảnh sát đến. Thì cảnh sát là, cảnh sát là gì? Cảnh sát là cảnh cha. Có cha có xì giấm. Không đọc sát, không đọc tác, không đọc thạc và cũng không đọc cha mà là cha. Cha. Cảnh cha tu. Tu có nghĩa là đến, là tới. Cảnh cha tu, cảnh sát đến. Thì thông thường những người làm sai trái cái gì đó, hay là những người mua bán ma túy, hay là những người buôn bán đồ lậu á, thì gặp cảnh sát như thế nào? Chẩu, chẩu có nghĩa là chạy, chạy có nghĩa là chẩu. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói thí dụ như là lô hàng cả trăm triệu đó, thì chúng ta nói như thế nào? Lô hàng cả trăm triệu đó, thì lô hàng là pay for. Pay for có nghĩa là lô hàng. Dít, dách, dít có nghĩa là 100 triệu. Dít có nghĩa là trăm triệu. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Pay for xình dít kè. Pay for xình dít kè. Lô hàng cả trăm triệu đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói hủ lá có nghĩa là tốt rồi. Hủ lá có nghĩa là tốt rồi. Tiếp tục, thí dụ chúng ta muốn nói chị gái dắt em đi rửa tay. Thì chị gái dắt em đi rửa tay nói như thế này. Cá ché tay a mũi hơi sảy sẩu. Thì cá ché là chị gái, tay là dẫn là dắt. A mũi có nghĩa là em gái. A mũi có nghĩa là em gái. Hơi là đi, sảy sẩu là rửa tay, tay là... tai là sẩu, sảy là rửa, sảy sẩu là rửa tai, hơi sảy sẩu có nghĩa là đi rửa tai. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Cá ché tai a mũi hơi sảy sẩu. Cá ché tai a mũi hơi sảy sẩu. Chị gái dắt em đi rửa tai. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói sau đó ăn cơm. Đi rửa tai xong rồi sau đó ăn cơm thì sau đó ăn cơm, sau đó là dìn hầu, xịt phàn là ăn cơm. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dìn hầu, xịt phàn. Dìn hầu, xịt phàn. Sau đó ăn cơm. Rồi, thí dụ chúng ta muốn nói là sao rồi ông xã? Thế nào rồi ông xã? Thì sao rồi hay là thế nào rồi? Tiểm A, tiểm A, lũ cúng là ông xã hay là chồng? Đều được, chúng ta cùng nhau hỏi lại. Tiểm A lụ cúng, tiểm A lụ cúng, sao rồi ông xã, thế nào rồi ông xã? Chúng ta muốn nói lô hàng mất hết, và wow, lô hàng cả trăm triệu và mất hết ha các bạn. Pay for mkin sai, pay for mkin sai thì pay for có nghĩa là lô hàng. Là không, kin là thấy, sai là hết. Kin sai có nghĩa là mất hết. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Pay for kin sai. Pay for kin sai. Lô hàng mất hết. Rồi chúng ta muốn nói, muốn khuyên là đừng giận dữ nha ông xã hay là đừng giận dữ nha chồng. Thì chúng ta nói như thế này. Giận dữ có nghĩa là lù hy. Lù hy. Hữu là đần, hữu là đần. Lũ cúng là, lũ cúng là ông xã hay là chồng. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hữu lù hi a lũ cúng. Hữu lù hi a lũ cúng có nghĩa là đừng giận dữ nha ông xã hay là đừng giận dữ nha chồng. Hữu lù hi a lũ cúng. Rồi bây giờ ngược lại, chúng ta muốn nói đừng giận dữ nha bà xã hay là đừng giận dữ nha vợ. Thì vợ là lụ pò. Lụ
Pho là bà xã hay là vợ đều được. Lô Hi là giận dữ, M Hủ là đần. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. M Hủ Lô Hi A Lô Pho. M Hủ Lô Hi A Lô Pho có nghĩa là đừng giận dữ nha bà xã hay là đừng giận dữ nha vợ. Rồi, những các bạn mà coi phim xã hội đen nhiều á, thì khi mà chúng ta nói nhất định có nội gián thì chúng ta nói là dách tiền dậu nồi quẩy. Dách tiền có nghĩa là nhất định, dậu là có, dách tiền dậu có nghĩa là nhất định có cái gì? Nồi quẩy. Nồi quẩy có nghĩa là nội gián. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Dách tiền dậu nồi quẩy. Dách tiền dậu nồi quẩy có nghĩa là nhất định có nội gián. Tiếp tục, M Hủ Di Xí. M Hủ Di Xí có nghĩa là xin lỗi, lời xin lỗi nhẹ. Khi chúng ta đi trễ hay là khi chúng ta va chạm vào một ai đó không có gây ra những cái thiệt hại về thể xác và tâm hồn thì chúng ta nói là M Hủ Di Xí. Chúng ta muốn nói tôi không có cố ý đâu. Tôi không có cố ý đâu thì nói như thế này. Ngọ là tôi, mụ là không có, sấm là trái tim, là tấm lòng. Ngọ, mụ, sấm, ca. Ý người ta muốn nói là tôi không cố ý đâu. Ngọ, mụ, sấm, ca. Tôi không có cố ý đâu. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Ngọ, mụ, sấm, ca. Ngọ, mụ, sấm, ca. Có nghĩa là tôi không có cố ý đâu. Rồi bây giờ chúng ta muốn hỏi bạn câm hả? Thì câm là ngạ, ngạ là câm, lị là bạn, là anh, là chị, là cô, là bác, là gì, là dượng đều được. Cà ở đây có nghĩa là câu hỏi hả. Lị ngạ cà, lị ngạ cà. Bạn câm hả? Chúng ta muốn trả lời đúng vậy. Hay a, hay a. Thì có những người người ta câm thiệt ha các bạn. Có những người người ta câm thiệt thì người ta muốn trả lời hay a. Có nghĩa là người ta cho mình cái gật đầu hay là người ta đưa cái, thí dụ như trên cái điện thoại người ta sẽ viết chữ hay A để mà người ta trả lời cho các bạn ha. Thì có đôi lúc là như thế. Rồi tiếp tục, thí dụ như là tôi mời bạn ăn đồ, tôi mời bạn ăn, ăn cái gì đó cũng được. Thì sực dẹ là ăn đồ hay là ăn cái gì đó, sực dẹ. Chẳng là mời, chẳng là mời, lị là bạn, ngọ là tôi. Ngọ, chẳng, lị có nghĩa là tôi mời bạn. Ngọ, chẳng, lị có nghĩa là tôi mời bạn. Sực dẹ là ăn đồ hay là ăn cái gì đó. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ, chẳng, lị, sực dẹ. Ngọ, chẳng, lị, sực dẹ có nghĩa là tôi mời bạn ăn đồ. Thì khi chúng ta nói chúng ta mời thì như thế nào? Mời thì phải trả tiền. Mình nghĩ là như thế ha các bạn. Ngọ chẳng lị sực dẹ. Ngọ chẳng lị sực dẹ. Tôi mời bạn ăn đồ. Rồi chúng ta muốn hỏi ăn gì. Ăn gì thì là sực mắt dẹ. Sực mắt dẹ. Mắt dẹ là gì, là cái gì. Sực là ăn. Sực mắt dẹ, ăn cái gì hay là ăn gì đều được. Bây giờ người này muốn mời mì xe đẩy. Mì xe đẩy có nghĩa là xe chảy mìn. Mìn là mì, xe chảy là chiếc xe đẩy, chiếc xe. Xe chảy mìn có nghĩa là mì xe đẩy. Thì thời xa xưa ở Hồng Kông đó, người ta bán những cái mì ở trên chiếc xe, trên chiếc xe đẩy phải không nè. Thì thời bây giờ thì ở Hồng Kông rất ít thấy những cái xe đẩy mà người ta đã đưa vào những cái cửa hàng hết hay các bạn. Thì nó cũng tên gọi là xé chảy mìn. Xé chảy mìn nó có hình dạng như thế này. Thì rất là nhiều món ăn. Chúng ta gọi mì, gọi gì cũng được. Xong rồi chúng ta thêm những món ăn mà chúng ta thích. Thêm nhiều món thì nhiều tiền, ít món thì không nhiều tiền. Thì xé chảy mìn, các bạn lưu ý nó có hình dáng như thế này ha. Khi mà các bạn sang Hồng Kông chơi xé chảy mìn thì các bạn sẽ thấy những cái món ăn như thế này. Rồi tiếp tục,
À, thí dụ như là mời ăn mì xà đẩy ha, thì người này muốn cao cấp hơn, nói ít nhất cũng mời tôi ăn lẩu chứ, thì ít nhất cũng mời tôi ăn lẩu chứ, thì nói như thế này, ít nhất là gì? Hỉ mạ. Hỉ mạ có nghĩa là những cái điều kiện thấp nhất rồi đó, hỉ mạ, người ta gọi là hỉ mạ, có nghĩa là ít nhất. Tú chản ngọ, tú là cũng, chản là mời, ngọ là tôi. Tả bín lù có nghĩa là ăn lẩu, tả bín lù có nghĩa là ăn lẩu, ăn món lẩu. Chứ ở đây có nghĩa là ngữ khí. Lá, lá, lá là ngữ khí. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Hỉ mạ, tú chản ngọ, tả bín lù lá. Hỉ mạ, tú chản ngọ, tả bín lù lá. Ít nhất cũng mời tôi ăn lẩu chứ. Rồi, thì à, được. À, nghe cái đề nghị như thế thì chúng ta có khả năng thì chúng ta nói hổ a, hổ a được, dạ được. Rồi, à, người đối phương đó, người ta muốn không có cho người này lo lắng quá, người ta nói an tâm đi, tôi sẽ xem túi tiền của bạn mà. Ví dụ đi ăn lẩu cũng ăn cái món vừa phải, đừng ăn sang trọng quá, người ta không có tiền trả hả các bạn. Thì à, phong sấm lá có nghĩa là an tâm đi, phong sấm là an tâm, phong sấm lá an tâm đi, ngọ là tôi, quỵ là sẽ, thảy chừa có nghĩa là xem, thảy chừa có nghĩa là xem. Lỵ là bạn, hò báo có nghĩa là túi tiền, lỵ hò báo có nghĩa là túi tiền của bạn. Kala ở đây có nghĩa là ngữ khí, có nghĩa là mà, thì tùy theo cái ý nghĩa mà chúng ta dịch. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Phong sấm lá, ngọ quỵ thảy chừa lỵ hò báo ca la. Phong sấm lá, ngọ quỵ thảy chừa lỵ hò báo ca la. An tâm đi, tôi sẽ xem túi tiền của bạn mà. Có nghĩa là người ta kêu mình yên tâm. Người ta không có kêu những cái món cao sang để mà túi tiền của chúng ta không đủ để trả ha. Rồi, chúng ta muốn nói tốt thôi, được thôi, hủ lá, hủ lá. Muốn ăn cái gì thì mời bạn ăn cái đó. Rồi bây giờ lúc đó gặp, tu xì kin, lúc đó gặp. Chúng ta hẹn một cái lúc nào đó, thì chúng ta nói tu xì kin có nghĩa là lúc đó gặp. Rồi thì hôm nay có 48 câu, thì bài học cũng hơi dài, thì các bạn cố gắng ha. Một tuần thì chỉ có một bài, dài, học nhiều. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dách, cau màng, cứu mạng. Gì? Mẹ xì a, mẹ xì a, chuyện gì thế? Xám, chỗ mẹ tịt chắn kẻ, chỗ mẹ tịt chắn kẻ, làm gì bị tế vậy? Xì, mình xỉu sắm, không cẩn thận. Cầu sỏi 500 đô lục. Ba mánh 500 đô chất. Hay cẩm di hoặc cha quấy, hay cẩm dĩ hoặc cha quấy. Tùy tiện vẽ con rùa, tùy ý vẽ con rùa, hay cẩm di hoặc cha quấy. Bạch hay cẩm di hay cẩm dĩ, tùy tiện tùy ý, quạt cha quấy, quạt cha quấy, vẽ con rùa. Sập hay cẩm di hoặc cha quấy, hay cẩm di hoặc cha quấy, tùy tiện ký tên, tùy ý ký tên. Sập dách hay cẩm di chiếm con mãng, hay cẩm di chiếm con mãng, tùy ý ký tên, tùy tiện ký tên. Sập gì? Phai tí, nhanh lên. Sập xám, che, dách, che, dách, che, tránh ra. Nhường nhường, che, dách, che. Sập xì, cói, che, dách, che, cói, che, dách, che, làm ơn, tránh ra. Sập lị ché chừa chỏ co lạp sập thủng, lị ché chừa chỏ co lạp sập thủng. Bạn đã che cái thùng rác,
16. Sĩ tố mù nhìn, sĩ tố mù nhìn, chết cũng không nhận. Chết cũng không nhìn nhận. 17. Chủng chí liềm hữu cho liền lọt ngọ. Chủng chí liềm hữu cho liền lọt ngọ. Tóm lại, chị đừng liên lạc tôi nữa. 18. Chủng chí liềm hữu cho liền lời ngọ. Chủng chí liềm hữu cho liền lời ngọ. Tóm lại, chị đừng liên lụy tôi nữa. 19. Che chỉnh nhất tình di hoàn. Che chỉnh nhất tình di hoàn. Mượn tiền, nhất định phải trả. 20. Ừ hữu bị chỉnh chúng cai. Ừ hữu bị chỉnh chúng cai. Đừng đưa tiền cho trung gian. 20. Dách bàn dẹ cà chế. Bàn dẹ cà chế. Làm màu thôi mà. 20. Gì ngọ mãi búi cà phê bị lị. Ngọ mãi búi cà phê bị lị. Tôi mua ly cà phê cho cô. 23. Sai lũ. Sai lũ em trai. 24. Messi à. Messi à. Chuyện gì vậy? 25. Cảnh sát tù. Cảnh sát tù. Cảnh sát đến. 26. Chảo. Chảo. Chạy. 27. Pay for sinh dích kè. Pay for sinh dích kè. Lô hàng cả trăm triệu đó. 28. Hữu lá. Hữu lá. Tốt rồi. 29. Cá ché ta mũi hơi sảy sẩu. Cá ché ta mũi hơi sảy sẩu. Chị gái dắt em đi rửa tay. 30. Dìn hầu xịt phàn. Dìn hầu xịt phàn. Sau đó ăn cơm. 30 dách. Tỉ ma lụ cúng. Tỉ ma lụ cúng. Sao rồi ông xã? Thế nào rồi ông xã? Tỉ ma lụ cúng. 30 gì? Pay for ùm kiên sai. Pay for ùm kiên sai. Lô hàng mất hết. 33. Ùm hữu lụ hi a lụ cúng. Ừm hủ lù hi a lù cúng. Đừng giận dữ nha ông xã. Đừng giận dữ nha chồng. Ừm hủ lù hi a lù cúng. 34. Ừm hủ lù hi a lù pò. Ừm hủ lù hi a lù pò. Đừng giận dữ nha bà xã. Hay là đừng giận dữ nha vợ. Ừm hủ lù hi a lù pò. 35. Dách tình dậu nồi quẩy. Dách tình dậu nồi quẩy. Nhất định có nội gián. 36. Ừm hữu di xí. Ừm hữu di xí. Xin lỗi. Lỗi ở đây là lỗi nhẹ. Ừm hữu di xí. 37. Ngọ mụ sắm gà. Ngọ mụ sắm gà. Tôi không có cố ý đâu. 33. Lị ngã cà. Lị ngã cà. Bạn câm hả? 39. 2A. 2A. Đúng vậy. 40. Ngọ chẳng lì xịt dẹ. Ngọ chẳng lì xịt dẹ. Tôi mời bà ăn đồ. 40 dách. Sực mắt dẹ. Sực mắt dẹ. Ăn gì? 40 gì? Ché chảy mìn. Ché chảy mìn. Mì xe đẩy. 40 xì. Hỉ mạ tôi chẳng ngọ tả biến lồ la. Hỉ mạ tôi chẳng ngọ tả biến lồ lá, ít nhất cũng mời tôi ăn lẩu chứ. 45. Hữu A. Hữu A. Được. Dạ được. Hữu A. 46. Phong xăm lá. Ngọ hội thảy chữa lị có họ báo ca là. Phong xăm lá. Ngọ hội thảy chữa lị có họ báo ca là. An tâm đi. Tôi sẽ xem túi tiền của bạn mà. 46. Hữu lá. Hữu lá, tốt thôi, được thôi. Và sau cùng, 43. Tô xì kinh, tô xì kinh. Lúc đó gặp. Rồi thì các bạn như thế nào? Thích câu nào ghi lại câu nấy? Để như thế nào? Nếu không thì sẽ quên. Quên thì cũng như là nghe bên tai này, chạy qua bên tai kia mất tiêu. Chỗ dị dập, giàu dị chút. Chỗ dị dập giàu gì chết. Thì đúng là như vậy các bạn, trí nhớ của chúng ta thì không thể nào nhớ toàn bộ hết tất cả ha. Cũng như mình vậy, có đôi lúc các bạn lưu tin
cho mình, xong rồi đó mình nói là, à nhớ mà không sao đâu, không có ghi lại. Không có ghi lại thì những cái câu hỏi của các bạn đó có thể mình không ghi lại thì mình sẽ không nhớ. Nếu như mà có những câu hỏi mà các bạn đã lưu tin cho mình nhưng mà mình chưa có trả lời thì các bạn nhớ hỏi lại ha. Các bạn cũng thông cảm cho mình.